Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong 5 năm qua, doanh nhân Hội Doanh nhân Cựu chiến binh thành phố đã tự lực tự cường, năng động sáng tạo, kiên trì đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng hội vững mạnh và làm tốt công tác từ thiện. Trong 5 năm qua, tổng doanh thu của các doanh nghiệp cựu chiến binh ước đạt hơn 27.000 tỷ đồng, nộp thuế nhà nước trên 644 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Trong đó đa số con em cựu chiến binh, gia đình chính sách, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Với phương châm đoàn kết kỷ cương, hợp tác nghĩa tình, đổi mới phát triển, Đại hội đại biểu lần thứ 4 nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Doanh nhân cựu chiến binh thủ đô đã thống nhất tiếp tục tập trung củng cố xây dựng hội vững về tổ chức, mạnh về chất lượng hội viên, đổi mới phát triển các loại hình kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.